Chào mừng các bạn đã quay trở lại YouTube của Đạo Nguyên. Ngày hôm nay tôi muốn dành thời gian để giới thiệu với các bạn một sản phẩm bếp từ đơn chất lượng mang mã là Mifa VA11. Thì đây là một trong những sản phẩm bếp từ đơn đang có mặt trên thị trường hiếm hoi khi mà nó có công suất cao nhất khi mà bật butter lên đến 2800W, và đồng thời ở những mức công suất số 1, số 2, số 3 nó vẫn không bị trồi sụt công suất, không bị sôi lên rồi tắt, sôi bùng rồi tắt, thì nhờ cái công nghệ inverter mà nó làm được cái điều vậy. Và thì tôi đã mượn được cái sản phẩm Mifa VA11 này từ bên hãng về, chỗ anh Thanh về, để mà làm video review và giới thiệu với các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm cho mình một cái lựa chọn đối với một sản phẩm bếp từ đơn chất lượng khi mà mùa đông của miền Bắc đã về rồi. Còn tuyệt vời hơn gì nữa khi mà bạn ngồi cùng với gia đình của mình bên cạnh một cái nồi lẩu và bộ khói nghi ngút, và chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp và khám phá ngay cái sản phẩm bếp từ Mifa VA11 nhé. Như bạn thấy ở đây là tôi đang có chiếc bếp từ đơn Mifa VA11 nguyên hộp. Mở hộp sản phẩm thì bạn sẽ chỉ thấy duy nhất một bếp và một xanh nước sử dụng. Ngoài ra thì sẽ không có thêm nồi như những dòng bếp từ đơn khác. Về tổng thể, sản phẩm bếp từ đơn Mifa VA11 là một sản phẩm bếp từ đơn có thiết kế rất là chắc chắn, với trọng lượng của riêng bếp này đã nặng đến gần 3kg. Bếp được thiết kế với một mặt kính vitro ceramic tương tự như dòng bếp từ đôi của hãng, chứ không giống như những dòng bếp từ đơn giá rẻ. Bảng điều khiển của bếp thì cũng khá là tương đồng với những dòng sản phẩm bếp đôi của Mifa, khi mà nó sử dụng bằng định hình slide kéo trượt. Để mà thao tác, bạn chỉ cần bật nguồn và kéo thanh slide lên là được. Các thao tác hay tính năng khác tôi sẽ giới thiệu vào phần sau. Về phần tính năng thì model bếp từ đơn Mifa VA11 cũng có những tính năng tương tự như một dòng bếp từ đôi cao cấp. Điều khiển slide với 90 công suất nhiệt, chức năng butter với công suất cao lên đến 2800-3000W, hẹn giờ tắt bếp đến 99 phút, tự động tắt bếp khi không có nồi, cảnh báo nhiệt dư sau khi nấu, khóa trẻ em an toàn, và khả năng đun liu riu ngay cả ở mức công suất thấp nhất, mức công suất số 1. Mặt sau của bếp được thiết kế với khung kim loại rất chắc chắn, an toàn. Quạt gió của bếp sử dụng một quạt đồng trục với kích thước lớn với nhiều khe thoát nhiệt để làm mát cho bếp. Sản phẩm này là bếp dương, tuy nhiên do khung kim loại lớn và mặt kính lớn nên là nó cũng có thể đặt âm được. Để mà lắp âm, bạn chỉ cần cắt lỗ đá theo kích thước là 285x355mm và đặt bếp vào. Dây điện của bếp là loại phích cắm trực tiếp nên là bạn chỉ cần cắm vào ổ là có thể sử dụng được rồi. Trước khi chuyển sang hướng dẫn sử dụng thì tôi sẽ mở cho bạn xem kết cấu bên trong của chiếc bếp từ đơn này. Ok, và để cho các bạn có một cái nhìn kỹ hơn về mặt kỹ thuật của sản phẩm thì tôi sẽ mở thử cái bếp này ra cho các bạn xem. Ở đây tôi đã mở sẵn rồi. Nó cũng khá là đơn giản để mà mở thôi. Đây là một cái mạch điều khiển. Mạch điều khiển dạng bấm slide này. Đây là mâm từ của nó. Thì cái dòng mâm từ này nó là dòng mâm từ công suất cao 3000W nên là cảm giác là khá nặng. Và trên này là phin từ, mình gọi là phin từ, thực ra là một cái phin kích nhiệt. Đây các bạn có thể nhìn thấy dây đồng phía dưới quấn rất là dày và nặng. Thì bếp xịn thì nó sẽ quấn dày và nặng và sử dụng đồng nguyên chất, còn những cái bếp giá rẻ bếp lởm thì nó sẽ thường sử dụng dây nhôm cho nó sơn cái màu đỏ để trông giống dây đồng. Đây là quạt gió, một cái quạt đồng trục thôi, nhưng mà cái kết cấu gió của nó thì sẽ khá là khoa học khi mà nó hút gió từ dưới lên, sau nó là đẩy qua cái thanh nhôm này để tỏa nhiệt và đẩy ra ngoài, khi gió đi ra ngoài thành một cái vòng khép kín, như vậy là cái hiệu quả hút gió nó sẽ tốt hơn. Đây là các con tụ. Cái bếp này thì sử dụng cái công nghệ nửa cầu half bright, thế nên là nó có thể giúp cho cái bếp từ nó có thể đun sôi liu riu ở cả những cái mức công suất 1-2 mà thường các bạn dùng bếp từ đơn thì cái việc đấy là gần như không xảy ra. Thế thôi, đấy là cái tôi có thể nói cho các bạn xem một chút vậy thôi.
Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng bếp từ đơn MiFa VA11. Ở đây là tôi đã có bếp rồi, một nồi nước. Ở đây là tôi cũng chuẩn bị thêm một cái đồng hồ để đo công suất. Để mà sử dụng bếp, đầu tiên thì bạn sẽ bật nguồn, sau đó là chọn nút công suất hoặc là kéo thanh slide. Cái thao tác này đều có thể sử dụng được. Nếu như mà bạn muốn nấu nhanh hơn, muốn dùng công suất cao nhất của bếp thì bạn sẽ dùng tính năng booster. Nút booster ở đây. Đấy, nó sẽ biểu hiện chữ P. Và nước này, công suất của bếp nó sẽ rơi vào khoảng 2.8 kW, 2.82 kW. Mức công suất này tương đối cao, thế nên tôi sẽ hạ xuống mức công suất thấp hơn. Đấy, tôi để khoảng mức công suất số 4 thôi. Thì lúc này bếp nó sẽ đun nước sôi liu riu. Thì để mà làm được điều này, đó là do cái dòng sản phẩm bếp từ đơn MiFa VA11 này, nó sử dụng cái công nghệ Half-Life nửa cầu để mà giúp bếp duy trì được cái mức nhiệt thấp ở những cái dạng công suất thấp. Như vậy là bạn có thể đun sôi liu riu nước, hay chính xác hơn là khi mà ăn lẩu ấy, thì ở cái mức công suất thấp nó sẽ không bị trồi sụt như những dòng bếp từ giá rẻ. Tiếp theo thì bếp sẽ có tính năng hẹn giờ. Để mà hẹn giờ cho bếp thì bạn sẽ nhấn vào biểu tượng đồng hồ này, sau đó chọn số. Bạn thể nhấn một lần nữa để đổi sang số hàng chục. Ở đây tôi chọn là 0, coi như là tôi sẽ chỉ hẹn giờ có 1 phút thôi. Đấy, thì sau khi setup xong thì nó sẽ ngưng nháy ở hai số này. Bếp thì sẽ có thêm cái tính năng khóa phím. Để mà khóa phím thì bạn sẽ nhấn vào biểu tượng khóa đây này. Đấy, lúc này thì toàn bộ các cái bàn phím ở trên bếp nó sẽ không thể thao tác sử dụng được nữa. Cái việc này thì nó sẽ an toàn nếu như nhà có trẻ nhỏ, hay là bạn muốn khóa cái bếp để tránh sử dụng khi đi xa, hay là sợ côn trùng hay là chuột bọ nó chạy lên cái bàn phím này. Để mà giải khóa phím thì bạn nhấn lại phím khóa. Đấy, và chúng ta sẽ chờ nốt xem cái thời gian 1 phút bếp nó sẽ tắt như thế nào. Đấy, thì hết 1 phút bếp tắt và bếp biểu hiện chữ H, cảnh báo nóng. Thì đó là toàn bộ những cái thao tác mà tôi muốn giới thiệu với các bạn khi mà sử dụng cái sản phẩm bếp từ MiFa VA11. Tôi vừa mới hướng dẫn với các bạn cái cách sử dụng bếp từ đơn MiFa VA11. Nhưng để cho các bạn thấy được hết khả năng của sản phẩm thì chúng ta sẽ làm một vài cái thực nghiệm về mặt kỹ thuật và trải nghiệm nấu ăn trên sản phẩm. Đầu tiên tôi sẽ thực nghiệm đun nước trên chiếc bếp từ này với khoảng 1 lít nước. Thì bếp sẽ cần thời gian khoảng 2 phút 40 giây và sẽ tiêu thụ hết 120W để đun sôi nước. Sẽ lâu hơn một chút so với thực nghiệm lần trước của tôi đã thực nghiệm, chỉ mất khoảng 2 phút 18 giây. Điều này cũng tương đối là dễ hiểu vì thời tiết gần đây đã chuyển lạnh và nước thì cũng đã lạnh đi nên là cần thời gian đun lâu hơn. Tiếp theo đó chúng ta sẽ thử rán đậu phụ trên chiếc bếp này, cũng khá là đơn giản thôi với thao tác như là mọi chiếc bếp từ khác thôi. Chúng ta sẽ cho dầu vào chảo, bật bếp lên, cho đậu vào rán, lật lại cho nó vàng đều và tắt bếp, tắt đậu ra. Rất nhanh thì bạn sẽ có một mẻ đậu phụ rán giòn và đều, không bị cháy nhé. Sau khi rán đậu xong thì chúng ta sẽ chuyển sang nấu canh bí đỏ. Thì tôi đã chuẩn bị sẵn thịt lợn xay và bí đỏ phải sẵn đây rồi. Thịt lợn thì bạn sẽ cho vào đảo trước, sau đó thì sẽ cho bí đỏ vào cùng với thịt, cho thêm một ít gia vị nêm nếm vào và đảo thêm một lúc rồi cho nước vào. Đun trên bếp khoảng 5 phút nữa rồi cho hành lá đã thái sẵn vào. Rất nhanh thôi thì tôi đã có một nồi canh bí đỏ đủ vị để ăn trong cái thời tiết giá lạnh mùa đông của Hà Nội này. Cuối cùng tôi sẽ cùng với các bạn làm cái món thịt lợn chiên xù kinh điển mà tôi vẫn hay làm trên kênh YouTube này, với nguyên liệu là thịt lợn đã thái sẵn, bột chiên xù, bột chiên giòn và trứng. Tôi làm theo trình tự như mọi lần, kết hợp với sản phẩm bếp từ đơn MiFa VA11. Không có gì là khó khăn để mà tôi làm được một cái đĩa thịt là chiên xù giòn, ngon và không hề bị cháy. Nấu xong 3 món này thì bạn sẽ chỉ cần thêm một nồi cơm trắng nữa thôi là bạn đã có một bữa cơm ngon rồi. Mẫu bếp từ đơn MiFa VA11 này cơ bản là đã đủ để cho bạn nấu ăn tất cả các món ăn trong gia đình.
Xin phép các bạn cho tôi dành một chút thời gian để pha một tách cà phê với cái sản phẩm bếp từ đơn Mifa VA11. Ok, chúng ta vừa cùng nhau đi khám phá cái sản phẩm bếp từ đơn Mifa VA11. Thì sau đây tôi sẽ chốt lại vài ý cho các bạn trước khi mà kết thúc cái video này. Đầu tiên là bếp này có thiết kế kỹ thuật rất là tốt. Nó có một công suất cao, nhờ công suất cao, thiết kế bảng mạch tốt và tỏa nhiệt tốt, nên là cái sản phẩm này có thể đánh giá là một sản phẩm rất bền, rất chất lượng. Cái thứ hai ấy, đó là nhờ cái công nghệ inverter, cái công nghệ half-life nấu liu riu, nên là cái sản phẩm này có thể giúp bạn nấu gần như được tất cả các món ăn trong gia đình, chiên, xào, kho, rán, nấu luộc đều có thể nấu được hết. Và với cái công suất 2800-3000W đấy, nó vẫn có thể giúp các bạn nấu rất là nhanh, tiết kiệm thời gian và để chúng ta dành thời gian đấy cho những việc khác trong gia đình. Và cái ưu điểm thứ ba của sản phẩm thì tôi đánh giá cái sản phẩm này là rất linh hoạt. Nó có thể lắp âm được, lắp dương được là hiển nhiên. Và nếu như mà các bạn không có điều kiện để lắp đặt bếp đôi thì bạn đơn giản chỉ cần là mua hai cái mẫu bếp Mifa VA11 này đặt song song với nhau và có thể nấu như một sản phẩm bếp đôi thông thường. Tất nhiên thì đấy là ba cái ưu điểm mà tôi muốn chốt lại cho các bạn, thì nó vẫn có một cái nhược điểm mà tôi nghĩ rằng các bạn cũng sẽ rất dễ để mà nhìn thấy, đó là cái giá sản phẩm này nó hơi bị cao. Tôi thì cũng check trên Google thì cũng thấy giá của sản phẩm này nó sẽ rơi vào khoảng từ 1.8 triệu đến 2 triệu, có thể nói là một cái giá khá cao đối với một cái sản phẩm bếp từ đơn. Tuy nhiên thì cái giá cao thì nó cũng sẽ xứng đáng với những cái gì mà các bạn nhận được mà tôi đã đánh giá trong cái video này. Video đánh giá về sản phẩm bếp từ đơn Mifa VA11 của tôi xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn có bất cứ điều gì thắc mắc, vui lòng để lại bình luận bên dưới video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, có thêm động lực để làm nhiều video chuyên sâu với bếp từ khác. Tôi Đạo Nguyễn, hy vọng video này đã hữu ích cho bạn.